Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn đối thoại Shangri-La lần thứ 13 đã kết thúc ngày 1 tháng 6, nhưng đến bây giờ những dư âm của nó vẫn chưa hết nóng bởi cách trả lời loanh quanh của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung đối với các đại biểu và học giả đặt ra. Loanh quanh cũng phải bởi trên thực tế, cộng đồng quốc tế chưa bao giờ công nhận cái mà Trung Quốc gọi là đường chín đoạn và ngay bản thân Trung Quốc cũng chưa bao giờ đưa ra bất cứ một lời giải thích, chứng cứ lịch sử và pháp lý nào để bảo vệ cho yêu sách chủ quyền phi lý của họ. Khi đối thoại Shangri-La lần thứ 13 bế mạc hôm 1 tháng 6, như học giả trên thế giới yêu cầu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Vương Quán Trung giải thích về cái gọi là đường chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Tại sao Trung Quốc không làm rõ đường chín đoạn ở Biển Đông theo các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển? Tại sao không sớm kết thúc bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, có thể vào cuối năm nay? Trung Quốc đã thông qua Công ước về luật biển năm 1982. Vậy tôi không thể hiểu tại sao khi đã thông qua Công ước này, Trung Quốc vẫn tiếp tục vẽ ra đường chín đoạn. Làm sao mà các học giả trên toàn thế giới, không chỉ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể giữ im lặng trước hành động xâm phạm tự do hàng hải này? Về đường chín đoạn, ông có thể giải thích một cách rõ ràng để mọi người không còn mơ hồ xem liệu thực chất nó là gì hay không? Việc các đại biểu tập trung chất vấn đại diện Trung Quốc cho thấy mối quan ngại của cộng đồng quốc tế trước những hành động vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS quy định vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng này, quốc gia ven biển có quyền thuộc chủ quyền về thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật của vùng nước bên trên đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm thăm dò và khai thác vùng nước này vì mục đích kinh tế. Trong vùng đặc quyền kinh tế, nước ngoài có quyền tự do hàng hải và đường không, tuân thủ sự kiểm soát của quốc gia ven biển. Nước ngoài cũng có thể đặt các đường ống ngầm và cáp ngầm, nhưng phải thông báo và thỏa thuận với quốc gia ven biển. Do đó, việc Trung Quốc tiến hành hạ đặt giàn khoan cách đảo Chi Tôn của Việt Nam 18 hải lý là vi phạm công ước mà chính họ đã ký kết. Hơn nữa, hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực đối với lực lượng chấp pháp có thẩm quyền trên vùng biển của Việt Nam cũng hoàn toàn không được chấp nhận theo quy định của UNCLOS. Trên thực tế, trước sức ép của các đại biểu tham dự hội nghị, ông Vương Quán Trung đã tỏ ra ấp úng, giải thích không thỏa đáng khi nói về vấn đề này. Vị quan chức quân đội cấp cao Trung Quốc còn lập luận một cách yếu ớt rằng bản đồ đường chín đoạn phản ánh 2.000 năm lịch sử của Trung Quốc và do đó nó có trước UNCLOS. Đáng tiếc là tôi chỉ có 7 phút để trả lời hơn 7 câu hỏi từ phía các bạn, nên tôi chỉ có thể đưa ra một vài ý kiến. Cũng thật đáng tiếc, cách nói ngây ngô như trẻ con này từ đại diện của một nước lớn rõ ràng không thỏa đáng, đặc biệt là đối với một vấn đề đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới hòa bình và an ninh trong khu vực.